Chào bạn, cho mình hỏi là bạn đi đâu đấy ạ? Mình đi học A ở bên Saico bạn ạ. Tại sao A lại học ở New ạ? Bạn chưa biết à? Bên Saico có mở thêm cơ sở mới ở New rồi đấy. Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Science for Economics. Chắc hẳn những bách qua thì mọi người đã đoán được mình đang ở đâu đúng không? Đúng vậy, hiện tại mình đang có mặt ở tòa nhà Thế Kỷ của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Có thể mọi người đã biết hoặc có thể mọi người chưa biết thì hiện tại Science for Economics đã mở rộng thêm cơ sở phòng học tại chính giảng đường A2 của trường NEU. Và bây giờ hãy cùng mình đi khám phá xem nhé. Go! Ok. Kết cô mọi người. Đây là giảng đường 29. Vậy thì cảm giác của tôi với tòa nhà A2 sẽ có gì khác không? Máy lạnh mát rượi. Máy chiếu xịn xò. Quả viên đóng giá 5 tỷ. Vậy thì con xin dừng đi nữa. Không nên về đăng ký học ở sẽ cho tôi biết để nhận ngay những đãi này nào.